Hello chào anh em nha. Hôm nay mình phối ghép các bạn dầm một bộ mixer EBIT 12, một con bộ xử lý, một con quản lý nguồn, một cái men xâm lát. Rồi, phối ghép chung với một cái bộ Migo Cora với một cặp phun đôi 2 chép 2 bát của Calvin Vera. Đây là hàng chính hãng nha các bạn nha. Cặp này mấy chục á. Rồi giờ mình test em khách cho các bạn ha. Trước tiên mình test cái thằng Eco FS gửi vào trước nha các bạn nha. Rồi xong rồi mình lấy mình test Eco. Rồi các bạn đã tập phone cho nghe nha. Bây giờ mình sẽ test Eco tại sử dụng gia đình. Sử dụng gia đình mình sẽ test Eco rồi mình chỉnh dấu luôn, rồi bạn giao luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.